Chào xin năm cho anh em nhà mọt. Những người thổ dân luôn khiến chúng ta phải tò mò về cuộc sống và nơi ở của họ. Có những bộ tộc thì sống trong rừng sâu, có những bộ tộc lại sống ở sa mạc khô cằn. Nhưng nói chung là họ rất giỏi săn bắn và tìm đồ ăn. Mấy con dê kia người ta nuôi mà. Thôi kệ đi, chào mừng quý bạn và các vị đã quay trở lại với Mọt Phim Plus. Trong video này, không chỉ có Nam Châu anh em sẽ phải cười mà đến Thượng Đế cũng phải cười với thổ dân Z và vật xấu xa trong series phim hài The Gods Must Be Crazy, đến Thượng Đế cũng phải cười. Anh em ổn đít để Mọt bắt đầu nào. Mày đâu? Cho bố mày địa chỉ. sợ quá, phải ban nó thôi. Sợ quá. Đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại bình luận để ủng hộ chúng tới nhé các bạn thân mến. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 3. The Gods Must Be Crazy năm 1980, đến Thượng Đế cũng phải cười. Tại vùng sa mạc Kalahari hẻo lánh có một bộ tộc người Xô sinh sống. Cũng tại đây, chúng ta có thanh niên Si gương mẫu, tốt bụng, không rượu chè cờ bạc gái gú gì cả. Nói cho ai thì thôi, chứ nơi này làm quái gì có mấy thứ đó, muốn hư hỏng còn chẳng được nữa là. Mà các cụ cũng dạy rồi, ở hiền kiểu gì cũng nhặt được tiền. Có lần thanh niên Si được trời cho một chai Coca-Cola, công nhận là cái thứ trời cho này có ích thật, dùng nó để bện dây cũng được, chơi nhạc cũng được, làm phẳng da rắn cũng được, nghiền đồ ăn cũng được, kiểu như nó là bảo bối của Doraemon ấy. Khổ nỗi là ai cũng muốn sở hữu, trong khi cái chai thì chỉ có một, thế là trẻ con đánh nhau, người lớn cũng tranh cướp nhau, ném trả nó cho ông trời thì ông trả thèm nhận. Chán nhở, thế là Si quyết định mang tới tận nhà để trả cho ông trời, nhưng nhà của ông trời ở đâu hả anh em, chắc là ở nơi tận cùng của thế giới rồi. Hành trình mang cái chai tới nơi tận cùng của thế giới để trả cho ông trời của Si bắt đầu. Cái con khỉ đầu chó mất dạy kia, cái chai là vật xấu xa, mày mà đụng vào nó thì cả đời bị yếu sinh lý. Được, mày cũng khôn đấy. Trên đường đi, Si còn gặp một anh bạn da đen. Ê mày, cái này là gì mà nhìn lạ thế? Run. Dừng lại một chút, chúng ta có tiến sĩ, nhà sinh vật học Andrew Stein. Công việc hàng ngày của tiến sĩ là đi hot cứt. Thế mà ngày xưa cứ bị bố mẹ mắng, mày mà không chịu học thì sau này chỉ có đi bốc cứt thôi con ạ. Tiến sĩ được giao nhiệm vụ đi đón cô giáo Thảo. Tiến sĩ được giao nhiệm vụ đi đón cô giáo Kate Thompson về dạy học cho bọn trẻ trong làng. Tiến sĩ thì chả có gì ngoài siêu xe anh em ạ. Để về làng thì cần phải đi qua một con suối. Siêu xe bị chết máy rồi, thôi để anh bế em lên giường. Nói nhiều líu hết cả lưỡi, để anh bế em lên bờ cho khỏi ướt nhé. Thank you. Thế rồi định mệnh đưa Si tới gặp những người này. Chú mày là thượng đế à, sao lại có nhiều thượng đế thế nhở? Thôi kệ đi, ta trả vật xấu xa này cho bọn mày đấy. Không phải, bọn ta là người bình thường thôi, mày đem mà trả lại cho thượng đế của mày ấy. Dỗi vờ cờ đờ, tao đành đi tiếp vậy. Nhiều dê quá anh em ơi, để tôi bán một con rồi anh em đi mua rượu về nhậu nhé. Hay lắm, cái thằng mặt lợn kia, con dê đấy là của tao mà. Thôi không sao, ở đây có nhiều nên tao cho mày, tao đi bán con khác đây. Rồi xong, giờ mới được nhà nước nuôi cơm 3 bữa, khỏi phải đi kiếm thức ăn nhé. Sợ quá cơ, thằng tiến sĩ kia nó tới bảo lãnh cho tao về rồi nhé. Tao còn cùng bọn nó đi giải cứu cô giáo và đám học sinh đang bị phiến quân nổi dậy bắt làm con tin đây này. Thằng tiến sĩ còn chế tạo cho tao một siêu vũ khí nữa cơ. Chúng mày cười cái gì, nhìn tao dùng siêu vũ khí hạ đám phiến quân cho mà xem. Úi, anh ngủ ngon quá. Kể ra thì đám phiến quân này đã nhọ lại còn ngu, cô giáo chân yếu tay mềm mà chúng nó có hạ được đâu. Đấy là ngu, còn thằng này là nhọ này. Chưa thấy đám phiến quân nào dễ bị tóm như bọn này luôn anh em ạ. Còn thanh niên Si bây giờ đã tới được tận cùng của thế giới. Vứt ù nào, 2, 3. 2. The Gods Must Be Crazy 2 năm 1989, đến Thượng Đế cũng phải cười 2. Tình anh em chúng ta không rời xa, tình anh em chúng ta
luôn. Vẫn tại sa mạc Kalahari và vẫn là những thổ dân bộ tộc Sho, nhưng bây giờ họ đã biết dùng khúc cây làm chày thay vì cái chai đã trả cho thượng đế rồi. Có lần Si cùng mọi người đi săn thì phát hiện dấu chân của một con thú lớn, Si mới bảo hai đứa con chạy về gọi người đến giúp. Hai chị em lóc cóc đi về thì thấy có cái gì đó là lạ, con này chắc phải to lắm đấy nhỉ. Lần theo dấu vết đó thì phát hiện ra một cái xe tải chứa đầy nước. Từ bé đến giờ chúng em đã thấy nhiều nước như thế bao giờ đâu. Hai chị em được một buổi tắm free đã đời luôn. Tắm chán chê thì lại không trèo lên được. À, con chị lên được rồi, đợi tí để chị kiếm cái gì kéo em lên nhé. Đúng là hai đứa trẻ con, vừa lên đường một tí thì lại bị lạc mất nhau rồi. Mải chơi cho lắm vào, bố mày đang cong đít chạy đi tìm hai chị em kia kìa. Thằng em sau khi trốn khỏi xe thì gặp được một người bạn mới. Bạn này có vẻ không được vui cho lắm, mày đừng có mà lại gần, tao ném á. Oh shit. Sợ quá đành phải trốn trên này đợi nó đi ỉa thì mình trốn vậy. Mà thôi cứ để đấy đã, chúng ta có thêm hai tiến sĩ là Anne Taylor và Stephen Marshall. Họ đang tìm con vật bị thương thì không may mắc kẹt lại đây. Bám cho chắc vào rồi tao thả máy xuống. Đùi trắng quá nhỉ, mày đừng có đi lang thang nhé kẻo lại. Đã dặn rồi mà không chịu nghe cơ, kẹt ở đây rồi thì kiếm đâu ra đồ ăn đây. À kia có trứng đà điểu kìa, mày già làm đà điểu cái để dụ con đà điểu được đi chỗ khác rồi tao lấy trộm trứng nhé. Có trứng ăn rồi thì phải đi sửa cái máy bay đã, mày kéo tao đây nhé. Chán chả buồn nói gì luôn, loay hoay mãi mới sửa xong máy bay thì... Con lửng này thấy tiến sĩ cô đơn không ai chơi cùng nên tới làm bạn. Nó cứ ôm cái giày mà không chịu buông ra, kiểu này chắc con lửng cầm tinh con đỉa anh em ạ. Con nữ tiến sĩ thì ăn hại vãi cả cứt ra, có mỗi cái máy bay mà cũng phá cho nó hỏng. Ê anh ơi, cho em đi nhờ xe tí. Ok luôn, lên xe đi em ơi. Ngồi kiểu này hơi khó chịu, đổi tư thế nhé. Mò đã bảo là bà này ăn hại vãi cả cứt luôn rồi mà. Duyên phận sắp đặt thế nào mà Si lại gặp được nữ tiến sĩ cùng hai anh lính này nữa. Không hỏi thăm được gì nên Si đành một mình đi tìm con. Hỏi thăm hai thằng lái chiếc xe mà hình như bọn nó bị điếc hay sao ấy. Nói mỏi cả mồm mà chúng nó chả hiểu cái vẹo gì, lại còn chói mình lại có bố láo không chưa lị. Không phải một mình ông bị chói đâu, cả đám này cũng bị chói luôn rồi. Liệu hồn mà nghe lời, tao có súng đấy nhé. À, chúng mày bị chói mà vẫn chạy trốn được à? Hay là để tao cho chúng mày tập thể dục rèn luyện sức khỏe nhé? Chạy nhanh đấy, đã thế tao đốt khu này xem chúng mày chạy đi đâu. Sợ quá cơ, bọn tao vẫn thoát được nhé. Bây giờ thì mày liệu mà lo cho cái thân của mày đi. À tí thì quên hai chị em thổ dân kia, thằng em sợ tới nỗi không dám xuống đất để đi ỉa vì con linh cẩu nó cứ đứng ở dưới. Cũng may mà con chị tới kịp thời, thêm cả ông bố luôn. Thế là ba bố con ôm nhau khóc. Không biết khóc vì mừng hay khóc vì nghĩ tới cảnh ba bố con phải đối mặt với con sư tử cầm cán chổi đợi ở trước cửa nhà nhỉ. Một Crazy Safari, đến thượng đế cũng phải cười ba. Chết lâu rồi mà còn sợ chết à? Vẫn là Si và những người thổ dân, chỉ có điều họ đã chơi với tàu khựa. Chơi với ai không chơi lại chơi với mấy ông tàu khựa. Chơi với bọn này thì sao hả thầy Tiến dạy hóa? Còn cái nịt, còn đúng cái nịt thôi. Thầy đã dạy thì chỉ có chuẩn. Quay lại bộ phim nào, tại London đang có một buổi đấu giá cương thi của Trung Quốc. Ông nhỏ Leo thuê đạo sĩ tới để tìm cách mang cương thi về vì đó là tổ tiên của nó. Oái âm ở chỗ vừa đưa ra ngoài đường thì bị lạc nhau. Mấy anh da đen hỏi cương thi, có phải virus corona bắt nguồn từ nước mày không?
Ây da, đã bảo là chơi với tàu khựa thì chỉ còn cái nịt thôi, không thể đưa Cương Thi về nước bằng đường bộ được, Leo phải thuê máy bay để mang tổ tiên về. Lại oái oăm ở chỗ đang bay thì hết xăng, ném bớt đồ ra ngoài đi hai thằng ngu. Ôi dồi ôi, Thượng Đế lại ban cho Si vật xấu xa nữa rồi. Không chỉ ban cho vật xấu xa đâu, Thượng Đế còn ban cho ông một người bạn đây này. Cái màu vàng này đẹp quá nhỉ, cho tao nhé mày. Si ơi là Si, lần sau chịu khó xem phim Cương Thi vào nhé. Cái bùa đó không được phép gỡ ra mà. À thế à, thế để tao dán lại nhé. Giờ Mòn mới nhận ra Si là một người rất thông minh, phát hiện ra Cương Thi bị thu hút bởi tiếng chuông luôn này. Vậy là các chú chưa biết anh rồi, anh còn biết lái xe ô tô nữa nhé. Quay trở lại với Leo và đạo sĩ, sau khi nhảy khỏi máy bay thì bị mắc kẹt ở đây luôn. Nơi này thì chả có gì ngoài thú hoang cả. Tê Giác à, đừng sợ, để tao dùng bùa đuổi nó đi cho. Tôi lại tưởng ông thế nào, thế nào là thế nào, bọn tao bị đám khỉ đầu chó ăn trộm hết đồ ăn đây này, đã thế lại không biết con Cương Thi đang ở đâu nữa. Cương Thi á, nó đang ở cùng với những người thổ dân rồi, ở đây nó phải làm việc không có thời gian nghỉ ngơi. Cương Thi bị bắt sung cây để thổ dân lấy quả ăn, khổ thân, đứa thì bị bắt phải làm việc, đứa thì cong đít lên để đi tìm. Ê Leo, mày có biết thằng kia đang làm gì không? À, bọn nó đang massage chân đấy, hay quá nhỉ, mấy anh ơi chơi massage với. Tự nhiên có thịt chăn để ăn, xin mời cả hai về làng để cảm ơn. Món quà mà dân làng tặng cho đạo sĩ khiến ai cũng phải bất ngờ. Anh em đoán xem phản ứng của đạo sĩ thế nào? Tôi chưa buồn ngủ lắm. Ông lại chả thích ăn thịt mỡ quá đi mà cứ giả vờ cơ. Vui chơi không quên nhiệm vụ nha, lập đàn để gọi Cương Thi về nào. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy khổ thân con Cương Thi, lúc trước thì bị bắt rung cây cho thổ dân, giờ lại bị bắt đánh nhau với Cương Thi của bộ tộc bên cạnh. Nó to như mả bố thằng ăn mày thế thì sợ là đúng rồi, chú mày nghĩ tao sợ nó thật à? Ừ thì tao sợ thật đấy, làm sao nào, nhưng mà sợ thì cũng vẫn phải đánh thôi chứ biết làm sao giờ. Bọn nó đông thế liệu có đánh lại không? Cái này dễ, để tao gọi Lý Tiểu Long nhập vào Si để đánh cho chú mày xem này. Anh em thích bộ phim nào nhất trong số 3 phần phim trên? Hãy để lại ý kiến của mình trong phần bình luận cho Mọt và mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. I love you chịch chịch. Bye bye!